Minh Đầu Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Quý Sửu, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh tang đổ mộc ngày Quý Sửu tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm tang đổ mộc kỵ tuổi đinh mùi tân mùi ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi tân mùi kỵ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Sửu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xung với mùi hình tuất hại ngọ phá thìn và tuyệt mùi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Sửu, Tân Sửu. Về sao tốt trong ngày gồm có sao Thiên Ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Tiểu Hồng Sa, xấu mọi việc, sao Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao Lục Bất Hành, xấu đối với xây dựng, sao Chu Tức Hắc Đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao Nguyệt Hình, xấu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Tây Bắc. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tươi sáng hơn. Điều này sẽ mang đến cho bạn có được nhân duyên cực kỳ là lý tưởng. Và đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn đang còn độc thân, sẽ có được cơ hội tìm được một nửa phù hợp với đời mình. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý, bạn cũng có được những cơ hội về hợp tác làm ăn, buôn bán cũng được mở rộng hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh, buôn bán có thể nhân cơ hội này để phát triển về quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng, mang tới cho bạn có được nguồn tài lộc dồi dào hơn nữa trong tương lai. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý, đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, điều này cũng sẽ giúp cho bạn đang có được lộc ăn uống trong ngày. Với bạn tuổi Tý, đi đâu cũng có được vận quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào, cho nên bạn cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, tươi vui cả một ngày. Một phần là do tính cách của bạn thoáng đạt, tích cực, cho nên mọi chuyện mới nhẹ nhàng như vậy. Về cầu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, người đang còn độc thân có thể sẽ tìm được một nửa mong muốn của đời mình. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, vận trình được quý nhân che chở, nhân duyên tốt đẹp. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, nên nhân cơ hội này mở rộng về quy mô kinh doanh. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, cơ hội về hợp tác làm ăn, buôn bán được mở rộng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, có lộc về ăn uống, phúc lộc dồi dào. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 28, số 76, giờ tốt
từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Sửu đưa ra được những ý tưởng độc đáo, phá vỡ thế bế tắc trước mắt mà mình gặp phải. Với bạn tuổi Sửu, bạn luôn kiên trì với con đường mà mình đã lựa chọn, cho nên sẽ gặt hái được những thành quả rất xứng đáng cho bạn. Trong ngày thứ tư này, với bạn tuổi Sửu, với những biểu hiện xuất sắc gần đây của bạn, giúp ích rất nhiều cho con đường tương lai, sự nghiệp của bản mệnh. Dù có gặp trắc trở đến đâu, bạn tuổi Sửu cũng không để cho những khó khăn cản trở những kế hoạch của mình. Ngày thăng chức, tăng lương đang đến rất gần với bạn nữa rồi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này sẽ ảnh hưởng phần nào tới vấn đề về sức khỏe của bản mệnh. Những tác động xấu, tích cực đến hệ tiêu hóa, bản mệnh tuổi Sửu cần phải chú ý chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình thật tốt, tránh lo lắng quá nhiều, kéo lại ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim gặt hái được những thành công nhờ luôn có được sự kiên trì với con đường mà mình đã lựa chọn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy đóng góp những ý tưởng độc đáo để phá vỡ thế bế tắc hiện tại của mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa cơ hội thăng chức tăng lương đang đến rất gần. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, con đường sự nghiệp được rộng mở nhờ thể hiện xuất sắc năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, sức khỏe bị suy giảm, cần chú ý tới đường tiêu hóa. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 67, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính tài nhập cục. Điều này sẽ giúp cho con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay đang rất ổn định và vững vàng. Điều này cũng sẽ giúp cho bạn tuổi Dần cảm thấy vô cùng là an tâm. Bản mệnh có được thu nhập từ công việc chính, cho nên không phải lo lắng nhiều về vấn đề thường nhật ngày hôm nay nữa. Tuy nhiên, bản mệnh tuổi Dần trong ngày thứ tư này, bạn cũng cần phải lưu tâm tới chuyện quản lý và sử dụng về tiền bạc của mình. Bạn đừng có nghĩ rằng có nhiều tiền trong tay thì có thể thoải mái trong việc chi tiêu, thiếu suy nghĩ. Miệng ăn nói lỡ, không biết tính toán thì tiền nối cũng sẽ ngày một cạn kiệt đi mà thôi bạn tuổi Dần nhé. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Điều này còn cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn cũng có phần không được suôn sẻ cho lắm. Và để giảm bớt những mâu thuẫn giữa hai người thì bạn tuổi Dần nên giảm bớt cái tôi của mình xuống thì mới mong rạn nứt không kéo dài với mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, thu nhập chắc chắn từ công việc chính, thoải mái trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, cảm thấy an tâm hơn về con đường tài lộc của mình được ổn định và vững vàng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, tình không được suôn sẻ, đôi lứa thường hay xảy ra mâu thuẫn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, cần phải có kế hoạch quản lý và sử dụng về tài chính hợp lý. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, nên hạ thấp cái tôi của mình xuống để tránh gây rạn nứt trong chuyện tình cảm. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 91, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2022.
Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn trong ngày hôm nay, bạn đang cảm thấy có rất nhiều tham vọng ở trong lòng và ấp ủ những kế hoạch để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu lại tài lộc về cho mình. Và ngày này, đối với những người làm kinh doanh, buôn bán nên tận dụng thời cơ để phát triển về quy mô làm ăn, việc ký kết hợp đồng với bạn cũng diễn ra được suôn sẻ và thuận lợi. Có điều trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, bạn cần phải lưu ý tới mối quan hệ với người tuổi Dậu, người tuổi Mùi trong ngày hôm nay. Bạn chớ nên tin người thái quá, nhất là trong chuyện liên quan tới tiền bạc, càng phải cẩn trọng hơn. Tuy nhiên, về vận trình tình cảm của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay lại đang có điểm báo gặp không ít trở ngại. Một phần nguyên nhân là vì bạn tất bật với công việc, phần khác là vì với bạn tuổi Mão không mấy để ý tới cảm xúc của đối phương, bạn cả nể lo cho bạn bè, người thân hơn cả nửa kia, khiến cho tình cảm gặp trục trặc mãi không thôi. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, biến ý tưởng thành kế hoạch khả thi để thu lợi về cho bản thân mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, có nhiều tham vọng và muốn mau chóng thực hiện. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, chớ tin người thái quá, lại nhất là trong chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, người làm kinh doanh, buôn bán nên tận dụng thời cơ để phát triển về quy mô, ký kết hợp đồng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, vận trình tình cảm trắc trở, có nhiều thiếu sót trong sự quan tâm lẫn nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 97, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh chuối, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này khiến cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm, tinh thần của bạn có lúc không duy trì được tốt như ban đầu, và nhiều lúc với bạn tuổi Thìn chỉ muốn bỏ cuộc khi bản thân bạn đã dồn công dồn sức nhưng cuối cùng lại bị hỏng. Và bạn tuổi Thìn, bạn hãy rút ra kinh nghiệm và làm tốt hơn cho những lần sắp tối tới nữa bạn tuổi Thìn nhé. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp dẫn đường chỉ lối cho bạn, cho nên mọi công việc ngày hôm nay cũng diễn ra có phần được suôn sẻ hơn. Với bạn tuổi Thìn, hãy lắng nghe bản năng của bạn mách bảo khi đưa ra những quyết định trong ngày hôm nay. Đừng có quá bận tâm tới điều mà những người xung quanh nói hay là những người khác chỉ trích nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh cũng không được tốt cho lắm. Nếu như bạn tuổi Thìn đang có bệnh ở trong người thì đừng quên đi thăm khám bác sĩ càng sớm càng tốt và làm theo những chỉ dẫn của bác sĩ. Và nếu như bạn cần các bài tập luyện nhẹ nhàng để cải thiện về tình hình hiện tại thì bạn cũng nên nghiêm túc để thực hiện, đừng có vì lời nhắc mà bỏ cuộc. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, dù khó khăn nhưng bạn cần phải vững vàng, quyết tâm và tinh thần lạc quan hơn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, vợ chồng không nên cãi cọ, chiến tranh lạnh. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, hãy nhìn nhận vào bản chất của vấn đề của mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, tránh việc nghĩ ngợi quá nhiều không cần thiết. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, hãy lắng nghe lời khuyên của người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 91, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tỵ cải thiện được vận trình tình cảm của mình với nửa kia.
Hai người lúc này rất tâm đầu ý hợp, thậm chí là thời gian này hai vợ chồng còn cùng tìm ra cách để làm ăn, cải thiện cuộc sống cũng như là của cải gia đình trong tương lai nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có chính quan trợ mệnh. Điều này cũng sẽ giúp cho bạn có được cái nhìn thẳng thắn vấn đề mà bản thân bạn đang phải đối mặt để tìm ra lời giải đáp chính thức cần thiết vào lúc này. Thế nhưng với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng cần phải xử lý một cách khéo léo, chớ nên cứng nhắc quá bạn tuổi Tỵ nhé. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa thổ tương sinh. Điều này cũng sẽ hỗ trợ cho sức khỏe của bạn được cải thiện đáng kể. Nhờ thế mà bạn tuổi Tỵ lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực, làm việc hiệu quả hơn và thường xuyên có những quyết định sáng suốt. Thời gian này với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng thường xuyên có được những giấc ngủ ngon, những bữa ăn đơn giản nhưng cũng rất ngon miệng nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, tình cảm có được sự hài hòa, có nhiều hứa hẹn trong tương lai. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, công việc tiến triển theo đúng như kế hoạch. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, luôn yêu thương và trân trọng gia đình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, hãy bỏ qua những soi mói tật xấu của người khác. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, nhiệm vụ của bạn hoàn thành thì bạn mới an tâm được. Đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 39, số 67, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Sửu Ngọ tương hại. Điều này khiến cho bạn tuổi Ngọ không thực sự hứng thú với công việc trong ngày hôm nay cho lắm. Điều mà bạn tuổi Ngọ muốn lúc này là được thả lỏng đầu óc, mơ mộng và khám phá những miền đất mới. Điều này cũng sẽ khiến cho bạn có những ngày làm việc sắp tới khá chi là bận rộn và hối hả nữa. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh, cho nên có thể sẽ có một số hiểu lầm nào đó xảy ra mà khiến cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với một người nào đó rơi vào rối rắm. Và để tránh mọi thứ trở nên phức tạp hơn với bạn tuổi Ngọ, bạn nên thẳng thắn cởi mở ngay từ đầu đi bạn tuổi Ngọ nhé. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cũng cho thấy với bạn đang có được một ngôi nhà khá yên bình. Có thể nói gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Vì thế nếu như bạn tuổi Ngọ đang còn những khúc mắc ở trong lòng thì bạn hãy thoải mái tâm sự với mọi người sẽ giúp cho bạn được thông tư tưởng hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, có những người sống hai mặt khiến cho bạn cảm thấy khó lường. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, dễ vướng phải thị phi, cạnh tranh trong công việc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, vợ chồng có được sự thấu hiểu nhau, biết cảm thông cho nhau. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, luôn quan tâm tới suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, kiên nhẫn để thực hiện công việc theo kế hoạch mà mình đã đề ra. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 97, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ tác động không hề nhỏ lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Và ngày này, tính cách của bạn tuổi Mùi rất dễ nóng nảy, thậm chí là xảy ra sự tranh cãi vì những chuyện không đáng. Với bạn tuổi Mùi, bạn hiểu rằng ý kiến bất đồng là chuyện đương nhiên, do đó bạn cũng đừng có bảo vệ bản thân mình quá mức.
Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này cho thấy đây là ngày để cho bạn tuổi Mùi có sự sáng tạo, xây dựng những ý tưởng như là viết lách, nấu nướng. Và dù tất cả điều đó là gì đi chăng nữa, thì với bạn tuổi Mùi, hãy tìm kiếm những cảm xúc tích cực cho mình trong ngày hôm nay bạn tuổi Mùi nhé. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Và ngày này với bạn tuổi Mùi, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn hạn chế được những rủi ro không đáng có mà tăng thêm sự may mắn cho mình. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, bạn cần phải bình tĩnh để suy xét mọi việc một cách thấu đáo hơn. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, đừng có vội xua đẩy hay là thiếu đi sự lắng nghe ai đó. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, hãy cho ai đó cơ hội để giải thích cho những hành động của họ. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, làm được việc tốt nhưng không nên dễ hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, chọn quyết định mang lại cho bạn cuộc sống thư thả hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 76, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn cần phải chú ý về vấn đề tài chính của mình trong ngày hôm nay. Ngày này bạn cần phải hết sức cẩn thận, tránh những rủi ro sai sót không đáng có vì ví tiền. Nếu không, bạn sẽ cảm thấy rất hối hận, thậm chí có người còn gặp rắc rối khi bị mất cắp, có trộm cướp mất tài sản của cải của mình nữa nhé. Với bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn nên từ tốn, tránh đưa ra các quyết định vội vàng, sẽ hạn chế được những rắc rối, lại dễ dàng sửa sai. Và nếu như bạn tuổi Thân muốn thể hiện về năng lực của mình thì cũng nên chờ đợi thời điểm khác thích hợp hơn cho bạn. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cũng cho thấy bạn mệnh đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao rất tốt đẹp. Bạn cảm thấy tự tin hơn mỗi khi bắt tay vào công việc. Bởi dù có gặp phải khó khăn đi chăng nữa thì xung quanh bạn cũng luôn có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ cho bạn nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, hào hứng mọi khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, hãy đặt ra những mục tiêu có tham vọng hơn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, sự chăm chỉ kiên nhẫn của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, tính toán của bạn có thể sai lệch một chút vào lúc này. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, người ấy trao cho bạn sự tin tưởng tuyệt đối. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 72, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tươi đẹp hơn, đặc biệt là trong cái chuyện tình cảm. Hứa hẹn với bạn sẽ có được một tình yêu đầy lãng mạn, đơm hoa kết trái, có người còn chủ động ngoã lời để cho bạn dễ được chấp thuận nữa. Hai vợ chồng bạn trong ngày hôm nay cũng hứa hẹn sẽ có được tin vui về bầu bí nữa nhé.
Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này cũng sẽ khiến cho bạn rơi vào trạng thái khá lưỡng lự, không hoàn toàn quyết đoán được việc mình cần phải làm. Nhưng thay vì thế, để cho trạng thái này hành hạ bạn thêm nữa, thì với bạn tuổi Dậu, hãy coi đó là một phần tất yếu, vượt qua nó bạn sẽ cảm thấy ổn mà thôi. Ngày này với bạn tuổi Dậu, đây có thể không phải là một ngày làm việc hiệu quả của bạn. Tuy nhiên với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đừng có lo lắng quá nhiều và không phải lúc nào điều đó cũng là quan trọng, nhất là khi trong lúc này với bạn tuổi Dậu, thực sự bạn cần được nghỉ ngơi và thư giãn, giữ cho đầu óc của mình luôn luôn được tỉnh táo. Vài câu quý cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, công việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước đó. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, chưa có được định hướng rõ ràng cho tương lai. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ xã giao phát triển được thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, thử tham khảo ý kiến của người có giàu kinh nghiệm xem. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, không ngừng cố gắng tiến lên phía trước. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 35, số 96, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này làm cho bạn đang có sự đặc quyền, cho nên với bạn tuổi Tuất, nếu như trong ngày hôm nay bạn thực hiện những nhiệm vụ khó khăn sẽ khó thành công, bởi vì có người đang cố tỏ ra rằng mình có vị thế hơn người khác, cho nên cố tình ô ép bạn. Và lúc này với bạn mệnh tuổi Tuất đó, bạn cần phải linh hoạt lựa theo tình huống cụ thể mà tránh những rủi ro xảy ra với mình nhé. Việc sử dụng thời gian một cách hiệu quả sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất có được một ngày thú vị và có nhiều hoạt động trong ngày hôm nay. Thế nên với sự trợ giúp của chính ấn chiếu mệnh, điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất bố trí thời gian sao cho hợp lý, đừng có để phung phí những phút giây giá trị của bản thân mình trôi qua một cách đáng tiếc. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất đó lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh lại không được tốt cho lắm, nhất là trong lúc thời tiết nắng nóng khó chịu như hiện nay. Bạn tuổi Tuất nên hạn chế việc đi lại sẽ không có lợi cho bạn, và nếu như bạn cố gắng kết thúc công việc càng sớm càng tốt để được có nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi, lấy lại sức lực cho mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, không nên đổ trách nhiệm cho người khác. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, công việc vướng phải nhiều rắc rối. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, hãy tính toán lại mọi việc một cách rõ ràng hơn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, tránh ký kết những hợp đồng quan trọng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 73, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có tam hội trợ mệnh, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Hợi là hãy tìm đến những người mà bạn thân thiết để họ sẽ chia sẻ với bạn những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Họ sẽ có những đề xuất, những gợi ý hay mà bạn có thể lắng nghe và áp dụng vào trong cuộc sống của mình, rất hữu ích nữa bạn tuổi Hợi nhé. Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Hợi là chớ nên vội vàng kéo lại hỏng việc, hãy cứ thuận theo thói quen thường ngày của bạn. Việc lựa chọn một con đường mới không thích hợp cho bạn vào ngày hôm nay thậm chí còn có thể khiến cho bạn đi sai đường, lệch hướng nữa.
Ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này cho thấy sự cứng nhắc của bạn có thể sẽ khiến cho nửa kia của mình tức giận. Với bạn tuổi Hợi nên hiểu rằng đôi khi đừng có quá lý luận hay là áp dụng quy định quá mức. Hãy cân nhắc một chút về khía cạnh tình cảm sẽ cần thiết hơn cho bạn vào lúc này. Về cầu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, đề phòng những đối tượng tiếp cận với mình đang có ý đồ xấu. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, quan tâm nhiều hơn tới nửa kia của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, nhận được tiền lãi từ các mối đầu tư, hợp tác làm ăn trước đó. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 54, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.